Chính phủ vừa ban hành nghị quyết triển khai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư công toàn bộ dự án này. Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ giải quyết các điểm nghẽn giao thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục, bắt đầu giải phóng mặt bằng từ tháng 10 năm 2022, hoàn thành tháng 3 năm 2024. Nghị quyết của Chính phủ ngày 15 tháng 8 cho phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An được chỉ định thầu với các gói tư vấn, phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong 2 năm. Các địa phương được triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xác định bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Chính phủ cũng cho phép rút ngắn thời gian thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến dự án, dự toán và lựa chọn nhà thầu. Về tiến độ, các địa phương bàn giao hồ sơ, cọc giải phóng mặt bằng vào tháng 9 năm 2022, hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 11 năm 2022, giải phóng mặt bằng bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Bắt đầu khởi công dự án vào tháng 6 năm 2023, sẽ hoàn thành dự án sau 3 năm. Tại hội nghị triển khai đầu tư xây dựng dự án vành đai 3 chiều ngày 15 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói với nhu cầu sử dụng đất 643 ha, ảnh hưởng hơn 3.800 hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng là áp lực rất lớn, nếu không chuẩn bị kỹ sẽ ảnh hưởng tiến độ. Trước đó ngày 16 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài 76 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, chia thành 8 dự án thành phần, hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ áp dụng thu phí tự động. Tổng vốn đầu tư dự án là 75.300 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách giai đoạn 2021 đến 2025 là 61.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026 đến 2030 là 14.300 tỷ đồng. Hình ảnh anh chị đang xem là vị trí của dự án đường vành đai 3 tại Nhân Trạch. Dự án thành phần 1A dài khoảng 8,75 km, trong đó 6,3 km qua địa bàn Đồng Nai và 2,45 km đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đầu dự án giao với đường tỉnh 25B thuộc huyện Nhân Trạch và điểm cuối giao cắt với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến anh chị những thông tin mới nhất về các dự án giao thông tại Nhân Trạch. Nếu cần thêm thông tin, anh chị vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty Địa ốc Thuận Lộc, đất Nhân Trạch giá rẻ đầu tư. Hotline 0949 475 399 hoặc 0902 94 95 90. Địa ốc Thuận Lộc, đồng hành cùng phát triển.